Nếu biết thành phố Cựu Kim Sơn và Niễu Ước đều là không, phân biệt nó làm gì? Không phân biệt tức là bồ đề. Nói thì rất dễ, nhưng thực tế không sanh tâm phân biệt là một việc rất khó. Nếu thấu rõ được cảnh giới này thì không có nhà, cũng không có quốc gia, cái gì cũng không có. Đây chính là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm mà. Cũng gọi là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ thân. Quý vị có thể hiện thân đến bất cứ địa phương nào mà không có bất cứ sự chướng ngại nào. Quý vị xem điều này tuyệt diệu không? Chỗ này chính là bồ đề, quý vị hà tất phải than thở. Nếu quý vị có thể được như vậy thì là như vậy, như thị. Còn nếu chưa thể đạt đến cảnh giới đó thì từ từ luyện tập. Cho nên nói, tánh định ma phục, triều triều lạc, vọng niệm bất khởi, xứ xứ an. Nếu tâm tánh đã định không còn nhiều vọng tưởng thì ngày ngày giờ giờ đều an lạc. Vọng niệm không khởi thì nơi nơi trốn trốn đều an vui. Tại sao quý vị cảm thấy không an lạc? Tại vì có vọng niệm, nếu không vọng niệm thì khắp nơi mọi lúc đều là thế giới cực lạc. Trừ thiện tri thức, pháp Maha Ba Nhã Ba La Mật là rất tôn quý, rất cao thượng, cao hơn hết các pháp, không trụ vào chỗ nào, không qua cũng không lại. Tất cả chư Phật ba đời đều do trong pháp ấy mà ra. Các vị phải dùng đại trí huệ mà phá tan năm uẩn và các sự phiền não trần lao, tu hành như thế ấy chắc là thành Phật đạo, phải đổi ba độc thành giới định huệ. Giảng, đại sư lại nói, trừ thiện tri thức, tự tánh của các ông đều có vô lượng trí huệ, tự tánh của các ông vốn đầy đủ Maha Bát Nhã Ba La Mật, không cần phải rong ruổi bên ngoài để tìm cầu. Pháp này là tối tôn cao thượng đệ nhất, tự tánh bát nhã không chấp vào chỗ trụ, cũng không đến cũng không đi. Chư Phật đời vị lai, đời quá khứ, đời hiện tại đều sanh ra từ pháp tối tôn tối cao đệ nhất này. Các ông cần phải dùng đại trí huệ của mình đập tan trần lao ngũ uẩn. Nếu dùng tiểu trí huệ thì đập không vỡ sắc thọ tưởng hành thức. Nếu không thể xem ngũ uẩn phiền não là không thì không thể đoạn trần lao. Cho nên muốn có bát nhã chân chánh cần phải chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Cho nên tâm kinh nói, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Quý vị xem quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật cần phải đa thời. Thời gian ít sẽ chiếu không nổi ngũ uẩn đều không mà trừ phiền não trần lao. Nếu quý vị có thể tu hành như vậy, nhất định có thể thành Phật đạo. Nay xem quý vị có muốn biến tham sân si thành giới định huệ không? Biến tức là bát nhã, không biến tức là ngu si. Chư thiện tri thức, pháp môn của ta đây do một pháp bát nhã mà sanh ra 84.000 trí huệ. Bởi cớ sao? Vì người thế gian có 84.000 trần lao. Nếu không có trần lao thì trí huệ thường hiện ra, nhưng nó chẳng lìa tự tánh. Hiểu rõ pháp này thì không có vọng niệm, không hồi ức, không dính cảnh, không sanh điều giả dối, dùng tánh chân như của mình lấy trí huệ mà chiếu soi đối với tất cả các pháp không giữ không bỏ, tức là thấy tánh là thành Phật đạo vậy. Trừ thiện tri thức, muốn vào pháp giới cao thâm cùng trí bát nhã tam muội thì phải tu hạnh bát nhã, phải chỉ tụng kinh Kim Cang bát nhã, tức đặng kiến tánh. Giảng, quý vị thiện tri thức, pháp môn này của tôi từ một loại bát nhã mà sanh vô lượng bát nhã, từ một loại bát nhã mà sanh 84.000 trí huệ. Tại sao cần phải có 84.000 trí huệ? Vì người đời có 84.000 trần lao. Nếu đem trần lao biến đổi qua, tức chính là bát nhã. Nếu đem trần lao biến đi thì trí huệ hiện tiền, nhưng trí huệ bát nhã không rời tự tánh. Quý vị hiểu rõ pháp này chính là vô sở niệm, vô sở hồi ức, không hoài nhớ chuyện cũ, cũng không chấp trước, cho nên không có một chút cuống vọng lừa dối. Dùng chân như tự tánh của chính mình, dùng trí huệ quán chiếu tất cả vạn pháp, không dùng thức tâm, phân biệt tâm mà quan sát, không chấp không xả, đó chính là kiến tánh thành Phật đạo. Nếu quý vị muốn thâm nhập kinh tạng trí huệ như hài, được thấm nhuần diệu pháp và diệu định bát nhã, cần phải tu hạnh bát nhã, tụng niệm kinh Kim Cang. Lục Tổ Đại Sư từ kinh Kim Cang mà khai ngộ, cho nên Ngài chủ trương, mọi người cần phải niệm kinh Kim Cang, cần phải thọ trì tụng niệm không được quên. Nếu siêng năng tụng kinh Kim Cang thì có thể kiến tánh. Tụng kinh điều quan trọng là không được vọng tưởng, không được sanh các loại tạp niệm. Trước kia có một người mỗi ngày đều tụng kinh Kim Cang, ngày nọ nằm mộng mơ thấy một con quỷ thỉnh ông ta tụng kinh siêu độ cho nó, giống như chúng ta mỗi năm vào ngày rằm tháng 7 siêu độ cho cha mẹ trong quá khứ vậy. Người đó bèn hỏi quỷ cần phải tụng bao nhiêu kinh, quỷ nói chỉ tụng một quyển kinh là được rồi. Người này hôm sau bèn bắt đầu tụng, lúc tụng đến một nửa, người hầu của ông ta đưa đến một tách trà, ông ta khoát tay, trong tâm nói không cần,
rồi tiếp tục niệm kinh. Tối đó quỷ lại đến nói: ông đã hứa tụng kinh cho tôi, nhưng sao chỉ tụng có một nửa, còn một nửa chưa tụng? Người này trả lời rõ ràng: tôi đã tụng cho ngươi một quyển kinh rồi. Quỷ nói: đúng là ông tụng một quyển kinh, nhưng giữa chừng có hai chữ không cần, là không cần công đức tụng kinh nửa phần sau, vì thế tụng kinh nửa phần sau không có công đức. Người này nghĩ rằng tôi không cần trà, không phải không cần kinh, nhưng lúc tụng kinh nghĩ đến hai chữ không cần, quỷ thần cho rằng mình không cần công đức, đại khái công đức tụng kinh bị quỷ thần tự lấy đi hết rồi. Sau đó người này nói: được rồi, tôi sẽ tụng cho ngươi một quyển kinh nữa. Ngày đêm hôm đó, quỷ này hoan hỉ khấu đầu đảnh lễ ông ta, cảm ơn ông ta đã giúp đỡ tụng kinh siêu độ mình. Cho nên quý vị tụng kinh Kim Cang không nên có tạp niệm thêm vào hai chữ không cần. Thí dụ như tu Bồ Đề không cần, thì ngài tu Bồ Đề liền chạy mất. Tụng kinh Kim Cang có cảm ứng rất lớn, có thể kiến tánh. Phải biết công đức của kinh ấy thiệt là vô lượng, vô biên. Những lời khen ngợi trong kinh rất rõ ràng, không thể nói ra hết được. Pháp môn ấy là pháp tối thượng thừa, vì người đại trí, vì người thượng căn mà nói. Các người tiểu căn tiểu trí nghe pháp môn ấy, lòng nghi ngờ chẳng tin là bởi cớ sao? Tỉ như các vị thiên thần và long thần là mưa xuống cõi Diêm Phù Đề, thì tất cả thành ấp làng xóm đều nổi trôi như lá táo. Còn nếu mưa xuống biển cả, thì thấy chẳng thêm chẳng bớt. Cũng như người đại thừa, người tối thượng thừa nghe kinh Kim Cang thì tâm liền khai ngộ. Thế nên biết rằng bổn tánh tự nó có trí bát nhã, bởi bổn tánh mình lấy trí huệ sáng soi, cho nên chẳng cần dùng văn tự. Tỉ như nước mưa chẳng phải do trời làm mà có, nguyên bởi sức rồng giấy động mà sanh ra, khiến cho cả thảy loài hữu tình, các loài vô tình thảy đều được thấm nhuần, cả thảy sông ngòi đều chảy vào biển cả. Hiệp làm một thể, cái trí bát nhã của bổn tánh chúng sanh cũng giống như thế. Giảng: quý vị cần phải biết công đức của kinh Kim Cang vô lượng vô biên. Trong kinh tán thán công đức thủ thắng của kinh Kim Cang rất rõ ràng, tối nay không cần nói nhiều. Kinh Kim Cang này là pháp môn tối thượng thừa, thuyết cho người đại trí huệ, thuyết cho người có đầy đủ thiện căn. Người kém thiện căn, kẻ ít trí huệ nghe đến kinh này tâm không tin mà nói rằng: tụng kinh có chỗ nào hay? Các ông không ăn cơm xem có thể sống được không? Tại sao họ không tin? Giống như rồng trên trời giáng mưa xuống cõi Diêm Phù Đề, vì mưa to thành quách thôn ấp đều bị chìm trong dòng nước lớn, ngọn cỏ lá cây bị cuốn trôi đi. Nếu như mưa rơi ngoài biển lớn thì không tăng không giảm. Người kém căn ít trí cũng giống như ngọn cỏ lá cây, có mưa lớn thì sẽ bị úng chết, vì họ không tin tưởng pháp đại thừa. Nếu người có căn tánh đại thừa nghe thuyết kinh Kim Cang, tâm tức khai ngộ, hiểu rõ bát nhã vốn tự tánh đầy đủ. Những người này thường dùng trí huệ của chính mình quán chiếu, cho nên không nhất định cần phải học cho thật cao mới có thể nhận thức trí huệ bát nhã. Giống như nước mưa không phải từ trên trời sẵn có, mà là rồng làm mây giáng mưa, khiến cho mọi loài chúng sanh, thảo mộc, hữu tình, vô tình đều được nước mưa thấm ướt mà sanh sôi nảy nở. Tất cả suối, khe, sông ngòi đều chảy về biển lớn, hợp thành nhất thể. Trí huệ bát nhã của chúng sanh cũng giống như mưa rơi ngoài biển lớn. Biển chính là bổn tánh trí huệ của mỗi người chúng ta, bất luận mưa bao nhiêu nó cũng không tăng không giảm. Cho nên nói Phật pháp như biển lớn, chỉ có lòng tin mới có thể vào, chỉ có trí huệ mới có thể độ. Nếu không có trí huệ thì không dễ dàng vào được biển cả mênh mông bao la. Chư thiện tri thức, người tiểu căn nghe pháp đốn giáo này ắt là điên đảo. Cũng như loài cỏ, cây, gốc rễ nhỏ yếu, nếu bị một trận mưa to chắc đều ngã rạp, không thể lớn lên được. Nguyên người tiểu căn có trí bát nhã cũng như người đại trí, không có chỗ gì khác. Nhưng bởi cớ sao họ nghe pháp mà tâm chẳng mở mang tỏ sáng? Vì bởi nghiệp chướng của tà kiến còn nặng, cái gốc rễ của sự phiền não còn thâm sâu, cũng như một đám mây lớn che ám mặt trời. Nếu chẳng được luồng gió thổi, thì ánh sáng mặt trời không hiện ra được. Cái trí bát nhã vốn không lớn nhỏ, chỉ vì cái tự tâm của chúng sanh mê ngộ chẳng đồng mà thôi. Lòng mê chỉ thấy bề ngoài tu hành tìm Phật mà chưa tỏ sáng bổn tánh của mình, tức là người tiểu căn, hiểu rõ pháp đốn giáo tu hành mà không chấp bề ngoài. Trong tâm mình thường khởi chánh kiến, những sự phiền não trần lao thường chẳng nhiễm bổn tâm mình, tức là thấy tánh. Giảng: người kém thiện căn nghe đến pháp môn đốn giáo dùng tâm ấn tâm, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, giống như cây cỏ có căn tánh nhỏ, nếu gặp phải mưa lớn liền chóc gốc, nghiêng ngã trên mặt đất, không thể sanh trưởng. Mưa vốn giúp cây cối sanh trưởng, tiếc vì gốc rễ không cắm sâu vào lòng đất, cho nên không thọ dụng được. Người có thiện căn kém cũng giống như vậy,
Trí huệ bát nhã của người trí và người ngu vốn không có gì sai khác, chỉ khác một người biết dùng, một người không biết dùng mà thôi. Tại sao người kém căn kém trí nghe đến Phật Pháp mà không khai ngộ? Vì tà kiến vô minh sâu dày, không sanh lòng tin, chướng ngại thánh đạo. Giống như thái dương bị mây đen che khuất, gió thổi không tan, cho nên ánh dương quang không xuất hiện. Ánh dương quang tức là tự tánh bát nhã của quý vị, mây đen chính là phiền não và tà kiến của quý vị. Trí huệ bát nhã cũng không có sự phân biệt lớn nhỏ. Vì chúng sanh tập khí sâu dày, tạo nghiệp nặng cho nên mê mờ. Nếu tập khí không sâu dày, nghiệp tạo tác không nặng thì sẽ khai ngộ. Người mê cầu pháp, hướng bên ngoài rong ruổi tìm cầu mà không biết tự tánh bát nhã vốn đầy đủ tự tánh Phật. Bên ngoài tìm Phật, càng tìm kiếm càng xa rời, không hiểu rõ bổn tánh của chính mình. Đây chính là người tiểu căn. Nếu có thể nghe pháp môn đốn giáo mà lập tức khai ngộ, không chấp trước, không rong ruổi tìm cầu bên ngoài, tự tánh tự ngộ, tự mình hiểu rõ tự tánh bát nhã, trong tâm của mình thường khởi lên chánh tri, chánh kiến, có trí huệ chân chánh thì không khởi lên phiền não. Nếu không có phiền não, tự nhiên không có trần lao, đó chính là kiến tánh, vì nó không bị phiền não trần lao xoay chuyển. Chư thiện tri thức, tâm mình trong ngoài chẳng trụ, lui tới tự do, bỏ đặng lòng chấp trước, suốt thông không trở ngại, tu chọn các hạnh ấy thì đối với kinh bát nhã vốn không có chỗ nào sai khác. Rằng tu bát nhã hạnh cần phải không trụ bên trong, không trụ bên ngoài. Bên trong không thân tâm, ngoài không thế giới, nhưng cũng không phải là ngoan không, mà là bên trong không chấp thân tâm, bên ngoài không chấp thế giới. Nếu quý vị không chấp trong ngoài thì có thể đến đi tự do, biết từ đâu đến và đi về đâu. Lai có thể nói là trở về thân tâm của quý vị. Khứ là đi đến pháp giới. Tùy có đến có đi, nhưng quý vị không nên chấp trước vào cái đến cái đi này, vì thế gọi là tự do. Nếu quý vị chấp trước lai khứ thì không còn tự do, có sự chướng ngại. Đến đi tự do cũng có thể nói tâm của quý vị đến đi tự do, tánh của quý vị đến đi tự do, cũng có thể nói là sanh tử tự do. Tôi muốn sống thì sống, tôi muốn chết mới chết, đó mới là tự do. Nếu tôi không muốn sống thì chết, nhưng đó không phải là tự sát, vì mình đã biết mình chết như thế nào, ngồi ở đó, cũng như nhập vào thiền định, như thế mà ra đi, đó không phải tự do là gì. Nếu không tự do thì ra đi không được. Tại sao Tam Tổ tay nắm cành cây mà viên tịch nhập Niết Bàn? Chính vì Ngài sanh tử tự do, đó cũng chính là đến đi tự do. Nếu tôi muốn sống thì vĩnh viễn bất tử, không chết. Muốn chết thì lập tức ra đi. Đến đi trong lúc nói cười để có thể vãng sanh. Giống như Pháp Sư Đạo Xanh, phần đông mọi người đều phản đối khi Ngài giảng kinh Niết Bàn, vì Ngài chủ trương xiển đề cũng có Phật tánh. Lúc đó mọi người đều cho rằng tư tưởng của Ngài là sai lầm, mọi người đều mặc tần Ngài. Cho nên Ngài phát nguyện nói, nếu tôi giảng kinh khế hợp Phật Pháp, Phật Tâm, thì sau này tôi ngồi trên Pháp tòa thuyết Pháp mà vãng sanh. Nếu giảng không hợp Phật Tâm, thì lời nguyện này không được cảm ứng. Ngài ở núi Hổ Khâu giảng kinh cho đá nghe, mà đá cũng phải gật đầu, tiếp nhận đạo lý của Ngài giảng là chính xác. Cho nên nói, sanh công thuyết Pháp, ngoan thạch điểm đầu, Pháp Sư Đạo Xanh thuyết Pháp, đá cứng cũng phải gật đầu. Sau này lúc Ngài giảng kinh, đang giảng đến chỗ sâu sắc mầu nhiệm, bèn trên pháp tòa vãng sanh. Quý vị thấy có tuyệt diệu không? Có người nói, bạch Pháp Sư, nay Ngài giảng kinh rất hợp ý con không muốn chấp trước, không muốn giữ gìn quy củ. Ngài nếu muốn mọi người giữ gìn quy luật chính là chấp trước. Nghĩ như vậy là sai rồi, nói trừ chấp trước là muốn quý vị trừ đi tâm chấp trước, bỏ đi những việc không đúng. Những việc đúng chẳng thể không chấp trước, giống như giữ gìn quy luật thì mới có thể thành Phật. Cho nên nói thị đạo tất tiến, phi đạo tất thối, không phù hợp đạo thì không nên chấp trước. Hợp với đạo thì cần nên trì tụng không quên. Trì tụng có thể là chấp trước, nhưng trì tụng kinh Kim Cang lại là tu hành.